Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Sáng nay ngày 19 tháng 7, vùng áp thấp nằm ở phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo tiếp tục mạnh lên trong những ngày tới. Vào 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục mạnh lên. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của khu vực giữa và Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 9. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9. Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, hướng về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6, 7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 mét. Trên đất liền, trong ngày và đêm ngày 19 tháng 7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Trong chiều và tối ngày 19 tháng 7, khu vực Trung Trung Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Ngày và đêm ngày 19 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại những khu vực mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra ngập úng nơi trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc,